Rồi, xin chào các bạn. Mình là Sang ở bên Baden House. Hiện tại đang là một cái đơn vị chuyên về sửa chữa repair Amrobox độ phát HD. Hiện tại bên Baden House mình ngày hôm nay có tiếp nhận những con có X95 rồi. Thì mình sẽ nói sơ luôn trong video clip này. Thì mình chỉ hướng dẫn cho các bạn về cách chạy firmware nó là cái thứ nhất, rồi cài đặt các phần mềm dùng để chạy firmware. Tại vì ở một số cái bạn mà xem video của mình á là đang không biết cách phân biệt ra cái con này chạy firmware nào cho nó đúng chính xác. Thì mình cũng xin nói luôn, tất cả những firmware nào đó mà do mình quay video mình up lên và mình bỏ trên trang fanpage, nếu mà các bạn quan tâm tới fanpage thì lên Facebook search ra sửa Amrobox, thì YouTube nó sẽ có cái đề xuất là sửa Amrobox tại Baden House á. Và các bạn vào một ghi chú để mà download đúng cái bản firmware của mình nha, và toàn bộ những cái bản firmware của mình up lên, đa số, không phải gọi là đa số đó luôn nữa, mà là tuyệt đối sẽ có thể up được ở trên những cái dòng thiết bị mà mình quay video cho các bạn nha. Thì nguyên nhân vì sao mà Sang lại phải nói như vậy, ở một số trường hợp như thế này mà Sang thấy rất là vui. Thì sự ra mà nói, những cái video của Sang quay và hướng dẫn cái cách để mà loại xi mà thực chất ở trên cái mấy con bóc này giờ nó không còn loại xi gì nữa cả, bởi vì video trước mình đã nói hết rồi thì không có còn gì để nói đâu. Giờ chỉ còn nước rằng là chạy bản firmware nào nó tốt nó mượt thôi. Thì bản firmware giờ những cái lần trước mà Sang up lên á, ở một số bạn coi có luôn cả kỹ thuật luôn nữa, đào về xong up lên cái đa số hiện tại mấy bạn đó thì đã hiểu Sang rồi, biết nguyên nhân vì sao mà lại up xong mà lại không lên, hay up xong lại bị treo logo. Bởi vì nếu mà bị phần cứng luôn rồi thì đâu thể nào mà up firmware được, chạy phần mềm được, các bạn hiểu không? Thì lúc đó là bị hack brick rồi chứ không còn là sập brick nữa nha các bạn nha. Cho nên khi mà các bạn đã xem video và đặt niềm tin vào những cái video mà của Sang quay, cái này Sang xin nói thẳng, những cái mà Sang up lên đưa cho các bạn toàn bộ là những cái mà Sang phải xài được. Cho nên hạn chế giúp dùm Sang là comment kêu là Sang gà bẫy gà hàng nha các bạn nha. Ngày hôm nay thì sau khi mà tiếp nhận hai con này đi, thì Sang cũng nghe ở một số cái cửa hàng nữa liên hệ về. Đối với con em con X95 rồi này, nó có một cái lỗi rất là vui như các bạn nha, đó là không nhận nguồn cấp từ cái cục nguồn của các bạn nha, hoặc là lên nhưng mà nó bị treo hoặc là bị ra rác ngay chỗ cái chữ M95 á, lúc mà nó quay vòng tròn á. Thì cái trường hợp này đa số là từ những cái con IC nguồn như các bạn nha, IC chia áp, ổn áp rồi này nọ. Còn bây giờ con này thì nó đã lên rồi, không có vấn đề gì cả. Hôm nay thì mình chỉ mổ xẻ nó ra một tí xíu để mà cho các bạn coi ở phía trong của nó về ai chà, thanh xuyên vô luôn đi bạn. Cho up đỡ con Visa, cho up đỡ con này nha, thanh xuyên nha. Đây, mà như mà mình nói, đa số con này hôm nay thấy thì tính ra cũng được 3 con rồi ha. Nó bị treo hoặc đơ chỗ này do mấy con IC nguồn thôi. Thì cái con này nó lên rồi, xin phép thanh xuyên cho up lại con này luôn nha, hướng dẫn các bạn nha. Ê vừa thấy không, vậy là được rồi. Đây nè các bạn, Mỹ đó các bạn, firmware này á, thì các bạn vô search dùm Sang cái từ sửa Android TV Box tại Baden House. Rồi vô trong một ghi chú này giúp dùm Sang đây, link tải các đời của Android Box của các đời đây. Thì bây giờ chưa up lên, nhưng mà khoảng chừng 5 phút sau thì Sang sẽ up lên các bạn. Em con này là X95 Pro đâu rồi ta? Ok, chưa có bản này, thì lát hồi mình sẽ up lên. Còn các bạn nào mà lần đầu tiên mà tập mở firmware nên nhớ và nó lại giúp dùm Sang những con mà sử dụng Amlogic, thì cái linh tải của nó đây, mình sẽ sử dụng USB Running Tool đây nè, cái logo của nó nè, và khi bật lên là sẽ như thế này. Về mấy cái video mà hướng dẫn cài đặt hay là hướng dẫn xài như thế này thì rất là nhiều rồi nha các bạn nha, tải về cài đặt thôi. Còn đây là đối với những cái con mà thuộc dạng là sử dụng dòng chip là ROG chip, toàn bộ tất cả các ROG chip nha các bạn nha.
thì mình xài bản này mình thấy nó ok. Còn đây à, Beauty à, On Winner, đây là những cái mà kỹ thuật cần có thôi, cũng chỉ toàn bộ là phần mềm ứng dụng đồ này nọ thôi. Rồi ra ra đi nè, đây cách sử dụng đây, như con này mới nãy lên rồi, chỉ dành cho những cái trường hợp mà thực dạng là treo logo này nọ, hay là các bạn ở xa không thể nào gửi về Lab Body Health á, nhưng mà mình đang suy nghĩ nó là nó bị lỗi từ phần mềm chứ không phải là phần cứng, để mình tháo này ra luôn cái. Ồ, mất tiêu cái này rồi. Cái này không phải đợi có ông ở đây mà khen nha, nhưng mà đúng thiệt là bạn Thanh Xuyên này rất là nhiệt tình đối với những khách hàng, cũng đã hỏi ở rất là nhiều cửa hàng rồi, support khách hàng tận tình. Mỗi lần mà sửa cho bạn tôi đâu dám lấy tiền nhiều đâu, kênh của tôi có quyền. Cái cây này đâu rồi à, cái này mình đẩy nó phải không, đẩy chứ hả? Ờ à, đẩy, anh nhớ con này hôm qua anh tháo ra là nó đẩy nãy lên đó, nãy lên phải phải ở dưới phải sao. Motherboard của nó phía trong thì nó cũng gần giống y chang mấy cái con mà M95X thôi à, đúng thiệt là những cái dòng này thì xài toàn bộ là linh kiện đồ tốt không nha các bạn. 95X, RAM là Narnia, còn ổ cứng là Samsung à. Đối với mà cập nhật firmware thì mình có thể sử dụng một cái ruột viết đồ này nọ, mình đè vô cái nút mà AV phía sau như thế này để mà cho nó tự động connect với máy tính, hay là thường thường gọi nó là vào chế độ recovery á. Còn tháo máy ra như thế này coi như là mất bảo hành rồi, mình chơi như thế nào mình chơi các bạn nha. Cổng thì trên đây, dưới đây, ok. Mấy cái này cổng này thì mình phải tự động mò ra nha các bạn. Bật phần mềm lên, đè nút recovery, kết nối với máy tính bằng sợi cáp USB hai đầu. Các bạn thấy nó connect rồi. Đây, ngay chỗ một file ở đây, mình import email cái file firmware của nó. Import vào. Ê. À, cái này là 95 Pro hả? Lắp nó đâu rồi? X95 Pro. X. Đây. Thì các bạn này mình mới vừa đau về luôn đây. Đợi nó load load firmware lên hơi bị lâu nha các bạn. Rồi, để như thế này cho nó chạy thôi. Thì mình cũng vẫn luôn nhắc ở khúc này thôi. Cứ 1-2% mà các bạn cập nhật thì cứ nhắm từ RAM, nó sẽ thông báo lỗi là RAM hoặc là chip thôi. Cái đó thì mình sẽ phải connect với lại UART để mà xác định từ từ. Còn dính ở mức mà 7% thì cứ MC mà làm tới. 96% thì đa số là bị bét MC nha các bạn nha. Thì bây giờ cái máy này mình cứ để cho nó chạy thôi nha, chạy firmware phần mềm chỉ dành cho sọt rít thôi nha các bạn. Còn qua đây, đây để sẵn cho coi. Máy bên đây có sẵn cái Renuntool không nè. Máy bên đây thì mình chưa cài cái Renuntool, bởi vậy dự tính là sẽ đau về. Rồi cài cho các bạn coi. Ở một số bạn mà muốn tự làm ở nhà thôi, nhưng mà đa số mấy cái này thì theo Sơn thấy mấy bạn nào mà mò vô tới đây rồi thì toàn bộ là cũng phải coi hết mấy cái video hướng dẫn cài đặt đồ này nọ rồi. Mình tải nó về nha. Đang xài tài khoản free mà 43 giây nữa. Thứ nhất là mấy cái phần mềm của Sang khi mà xe, như bữa nãy đã khẳng định chắc nịch rồi,
là phải xài được ở trên máy xe mới up lên. Ngán ngại cái tình trạng rằng là khi mà up lên mà nó bị lỗi, các bạn làm không được rồi lại bị đổ thừa. Cho nên các bạn có thể tự động lưu lại nó, rồi hãy nhờ một người bạn nào khác mà sử dụng cùng chung với cái máy mà up lên thử coi nó lên hay không biết liền ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mấy cái file mà của Sang á thì không bao giờ có vụ mà đặt bắt nén làm gì, đã chia sẻ trên cộng đồng rồi mà còn bắt nén để làm cái gì chả biết nữa. Nhưng mà khuyến cáo ở một cái, khi các bạn đào file về vừa lòng kiểm tra MD5 của nó coi cái tính toàn vẹn của nó coi vẫn còn cái file có bị lỗi hay không nha các bạn. Còn đây, nhớ kỹ giúp cho mình nha, lên Facebook search ra trang sửa Android của mình. Đây, coi trong mục mà trang chủ đi. Hình như đây bên mục đánh giá nè. Đây, ghi chú. Bên đây nha, link tải phim qua các đời nha các bạn nha. Đa số trên đây là sẽ tổng hợp đầy đủ đó. Thì các bạn nào mà sau khi mà coi xong mà có thể làm được thì có thể quay lại ở cái trang sửa Android này của Sang. Rồi là các bạn nào mà đang coi cái video YouTube á, nhấn sub giúp dùm Sang cái nha, để có động lực nha các bạn. Xin một cách trắng trợn. Và đâu về xong chưa? Wow. Má bên kia xong kìa. Chạy rồi. Chạy xong á thì trong quá trình mà đầu tiên như thế này á thì nó sẽ chạy hơi lâu một tí xíu, các bạn ráng cố gắng cầm khoảng chừng 4-5 phút gì đó, chứ không phải nhìn thấy như thế này mà lại phán nó là bị treo logo tiếp. Vì nguyên nhân cái lần quá trình mà khởi động đầu tiên á thì có thể gọi như thế nào ra, gọi là tắt device đi, nó cũng giống như mấy cái đọc phát HD mà của mình sử dụng ngày trước. Mỗi lần mà các bạn ghim cái ổ cứng vào á thì nó phải scan lần đầu tiên và nó tự động tạo ra một cái sitemap file XML để ở trong ổ cứng, để mà lần sau khi mà các bạn mà ghim ổ cứng hay là bật lên cái nó sẽ tự động có cái file đó thì nó sẽ khởi động nhanh hơn thôi nha các bạn nhé. Chạy xong các bạn thấy đơn giản không, có thể tự làm được. Hơi lâu à. Thôi để bên đó đi, nó hơi lâu. Wow, sao đào cái này lâu quá vậy? Bắt đầu vô luôn hả? Không hay quá, dùng cổng USB nó chạy đi. Oh no, vẫn còn chừa cổng USB. Oh, cái sai lầm của tôi. Rồi ok, đợi tí xíu. Sau khi mà update xong các bạn nhớ rút cái USB ra, tại vì cổng này nó không sẽ lại kết nối thêm lần nữa, hơi bị mệt, nó lại chạy tiếp rồi. Mấy cái lúc mà đang chạy thế này hạn chế trường hợp cấp nguồn cho nó mà rút ra và rút cổng USB ra giữa trình nha các bạn nha. Bét á, sai lầm. Ngày hôm nay đâu bất kỳ gì, thứ gì về nó báo về rất ở trên con này hết vậy. Bảy bà hết, bảy bà. Ê. Coi coi có thằng nào. USB. Running. Trang 98. Qua trang China cắt ghép này cũng được.
Ok, xong rồi đây. Rồi để mình giải nén nó ra luôn. Hình như là giờ có bản 2.0.9 rồi ạ. Nhưng mà Sang cứ quen xài cái bản này thì mình cứ xài thôi. Về lại cái từ từ cái làm chậm chậm cái nha. Giải nén ra xong cái rồi cài đặt. Bây giờ nó bắt đầu nó hỏi đường dẫn mình để đâu. Mình cứ nét nét nét. Đa số là nét dép và ok nha các bạn nha. Ê, hãy nhanh tí xíu qua đây rút cái này ra. Nó xong rồi cho nên mình có quyền. Mình có quyền rút. Còn mình đã lúc mà nó đang chạy là không có quyền rút nha. Nó cũng giống y chang việc mà bạn đang chạy xe không hành đi. Ok, dừng. Dừng cũng được. Nhưng phải để cho người ta từ từ mà dừng. Chứ không phải là đang chạy cầm cái cây thọt vô bánh xe ăn cái. Ngã lăn đùng ra chết nha các bạn. Nét. Yes, ok. Cứ nét yes, ok mà làm tới đi. Cái đó theo cái mà người trước con xài thầy của Sang dạy công nghệ thông tin. Cứ không biết cứ nét yes, ok. Rồi. Wow. USB running tool. Đây. Cài xong rồi USB. USB. Đây. Hình của nó là biểu tượng hình vòng tròn có cái lửa ở phía dưới. Mình chọn lại ngôn ngữ ở đây nha các bạn nha. Không biết tiếng Tàu, chỉnh lại ngôn ngữ là ở đây, lên gạch cái thứ hai. Còn để coi. Custom. Kiếm phần cái lén gạch của nó rồi. Lên chưa? Để con nó ăn bút tí xíu kìa. Bao nhiêu phút rồi? Rồi trên video thôi kìa. Đây cài xong như thế này. Vẫn là im bọt file các bạn thấy không? Khi mà mình đã có sử dụng đi thì coi như là có lock thì nó sẽ có thêm một cái phần nữa là cái phần resend thôi. Còn nếu mà mới lần đầu tiên thì mình cứ import như thế này. Rồi các bạn thấy không, nó sẽ ra cái đường dẫn như thế này. Mình chỉ cần trỏ về thư mục ở cái nơi mà thuộc dạng là mình lưu trữ cái file đó là xong rồi. Còn dưới đây cái phần file nam này các bạn thấy nè, đây là cái format định dạng của file đây, thì nó chỉ cho mình ở một cái định dạng thôi là cái file email nha các bạn. Để coi thử coi trên đây có bất kỳ cái firmware nào hay không nha. Tại vì trên máy này là máy mà của Sang ngồi làm việc viết test là nhiều thôi à. Chứ không có đụng chạm gì UI, Kobe, Full Remote, oh no. Hầu như là không có. Nếu như mà giả sử, bây giờ giả sử như thế này đi. Đây, Sang tạo ra một cái file luôn đây nè. Giả sử thôi nha. Hy vọng là được. Hy vọng là cái thầy đó lừa. Win 10 không quen xài. Muốn đánh lừa nó đi nè, đánh lừa nó thành file email. Nhưng mà ha, bản thân của trên Win 10 cho nên Sang không có đổi cái đuôi của nó được. Cái này, cái bodyhound.email này cũng chỉ vẫn còn đang là cái tên thôi. Còn cái thai của nó các bạn thấy không, nó vẫn còn cái đuôi là txt. Chỉnh sửa cái đuôi.
cái đuôi option. Vâng, xin kéo cửa bước vào. Đúng là củ chuối nè. Định test cho các bạn coi cái kiểu như mà mình ha.